kiến ấy, ăn đúng không? Ổ kiến nha. Chứ đừng chứ không, chứ đừng. Đừng gạch thì ổ kiến đó. Với là Phật, bữa nay thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Thiên Long Giang, Houston, Texas, miền Trung nước Mỹ, tiểu bang Cộng Hòa. Tiểu bang này có Cộng Hòa không? Hôm nay về đây thăm mấy đệ tử với làm mấy công việc, có mấy công trình Long đang làm, chỉ nói chút với tượng cha mẹ thượng đế sắp sửa về lên đây để chỉ đúng cái địa điểm để mai mốt nó đặt lộn chỗ mệt lắm. Rồi ở đây hai đêm, ngủ ngày hôm qua đêm rồi tối nay ngủ một đêm nữa rồi sáng về lại Cali. Cả tháng nay sư phụ đi vòng vòng, mới đi Á Châu về, đi Nam Cali, đi Á Châu, bây giờ đi qua đây. Nói con không làm sẵn đi, để nói chuyện làm kiểu này sao nói. Bởi ở đây mình không có dàn giá, còn là xài bookie không à, không có professional. Professional tới cái là có sẵn hết không? Hello. Okay. Hello. Không có để em lo lại đây nè, để đâu rồi? Chị tốt làm sao vậy? Điên hả? Điên. Ở đây nó gần để mới chỉnh được chứ. Để nó cần mới gần cái bộ đồ chỉnh lúc nào ấy cô, lúc nào mấy cô. Còn nếu ghim á, cái đó nó có, cái đó nó có berry mà ghim sao hôm giờ không ghim sẵn đi. Có lo này ở đâu nữa vậy? Sao biết sư phụ bữa nay ra sao ngày ngoài không ghim, để chặt pin, nó có pin mà. Không có pin hả? Thôi vậy khỏi đi, cất đi, kỳ lắm, dẹp đi. Mình lên mạng 5 năm rồi, mình xài toàn là đồ chơi, đồ dởm không à. Bữa nay xài đồ dởm tiếp, dài 300 bạc rồi vậy. Quan trọng là nói cái gì kìa. Bây giờ để một vàng giá cũng như kiểu Thí Nga, Paris, mấy technical rồi âm thanh rồi ca sĩ mấy trăm người rồi, nhưng mà cuối cùng ta coi cái video ra dài ba tận sáu chục bên, còn những gì thụ nói nó sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm bây giờ lịch sử nhân loại. Nhưng nói chuyện này là có kinh sống nên mỗi hành động mỗi lời nói đều ghi nhận lại hết. Nói đơn sơ, ngồi đơn sơ, không có ban bệ, không có professional camera, không có gì hết. Nhưng mà những lời nói làm cho mọi người có cái tâm bình an và mọi người biết được là chuyện gì sắp xảy ra, cho nên mình không có phải nôn nao, sợ sệt hay là lo lắng. Và đồng thời mình biết được ở vào cái thời này tất cả các con á, là có đại phước vì biết được có cha sẽ rước chúng ta về khi chúng ta qua cái đại nạn này 100 tuổi già. Và trong lúc chúng ta còn đang mạnh khỏe thì cũng có một cái nơi này Thiên Long Giang để mà tụ lại, mỗi ngày đọc kinh, cuối tuần có buồn bực gia đình gì đó cũng có một cái nơi, một cái mái nhà chung của cộng đồng Việt Nam. Và nhất là những đứa họ Thiên thì là trong gia đình họ Thiên, còn không phải chỗ này dành riêng cho gia đình họ Thiên mà dành riêng cho tất cả những người không phải họ Thiên. Họ thích họ gì cũng được hết, họ thích hay là họ Chúa cũng được, là của cộng đồng. Họ cứ vô đây tìm sự bình an là ở nơi này. Mà công trình xây dựng thì cần có những người có tâm và có lòng vị tha và biết nhìn lớn, nghĩa là phải về đây giúp để xây dựng. Chứ còn đổ tiền mà mướn nhà thầu thì dễ rồi. Cho nên đa số bệnh á, là có vài người thì mình phải mướn, tại vì cái kỹ thuật xây dựng. Nhưng mà cũng có những người có tâm. Thì ở Thiên Long Giang á, là của chung cộng đồng Việt Nam, con cháu của các con sẽ lớn lên ở đây này. Nó có một cái nơi để biết về phong tục tập quán và biết được
cái nơi này không thuộc gì của ai hết, của 100 họ người Việt, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Phạm, họ Lý, tất cả các họ. Hôm nay những ngày khai quang của mảnh đất này, còn những công trình không có, cho nên thầy trò vẫn còn ngồi dưới bãi cỏ, thì mình đã có phước rồi. Hồi xưa Phật còn ngồi trong rừng, ngồi trong hang đá, Chúa còn đi lang thang, thì hôm nay mình có phước hơn Phật với Chúa rất là nhiều. Và mình còn có nước để xài nữa nè, còn có đồ ăn nữa. Hồi xưa Phật với Chúa, lúc mà Phật giảng pháp chỉ có đi xin cơm hàng xóm hay là đi hái trái cây rồi thôi. Cho nên nếu so lại là mình có đại phước. Rồi mỗi một ngày, mỗi một nơi này, mỗi một cái bàn tay nhỏ góp vô để mà và những ý kiến hay đẹp, thì từ từ chỗ này sau này sẽ thành một cái nơi rất là nhiều người quy tụ lại. Đó là ông Sơn Thần ông nói. Tại vì lúc trước mấy đứa mua cây tính trồng vô con đường dài đẳng, cái ông A Hồ ông nói Thái Tử dặn mấy đệ tử đừng có trồng gần quá, sau này cái con đường đó sẽ gấp đôi, gấp bốn lần, nó sẽ hai chiều chạy vô chạy ra, đừng có trồng cây gần gần mấy cái đường, trồng xa. Tức là những vị thần tiên cai quản mảnh đất này là mình tiếp xúc rất là cận kề. Đó, ông ngồi đẳng thì ngài đã báo trước cho mình biết sau này có hàng triệu người về nơi này ở khắp những vùng lân cận, và nhất là ở vùng thành phố Houston này rất là đông người Việt. Chẳng qua bây giờ thì họ chưa có hiểu được, nhưng mà không hiểu bữa nay chưa chắc là không hiểu mãi mãi. Họ sẽ nhận ra được, họ sẽ biết nơi nào là nơi thanh bình, nơi nào là nơi không có vụ lợi, nơi nào là Phật, nơi nào là ma quỷ. Thường ma quỷ cái số đông nhiều hơn là Phật. Tại con của Phật là phải sàng, phải lọc, phải lừa mới có bi trí dũng, mới hiểu được. Còn con có những người mà không có chánh kiến, cứ theo màu áo và âm thanh, họ cứ hùa theo thôi, chạy theo đám đông. Cho nên thời Phật Thích Ca, ngài có nói vào thời mạt Pháp, tăng ni đi dưới gầm cầu rất là đông, trong đó cũng có Phật tử đi theo hộ giá, đông lắm. Còn con của Thượng Đế lưa thưa lướt thớt, không có đông, nhưng mà những đứa con ngoan hiền, biết nghe và biết cầm cuốn kinh Thiên Tâm để đọc, biết đeo dấu Thiên Tâm để cho cái sự an lành trong những cái đêm và những cái nơi hoang vắng nghĩa địa, hay là đi đám ma đám tán, thì cái dấu Thiên Tâm rất là màu nhiệm trong cái thời này. Cả những đảng viên bị đốt củi đốt lò, những cái người ở bên Việt Nam, cả 100 triệu dân ở bển, chẳng có ai có ngày nào mà gọi là tâm bình an hết. Thì ngay trong lúc này là lúc cần nhất. Trước khi tìm hiểu Ngô Tuấn Kiệt này là ai, thì làm ơn đeo cái dấu vô trước đi, thì các vị sẽ gia hộ để cho cái trí nó sáng hơn, thì sẽ hiểu lẹ hơn. Chứ còn kêu người ta hiểu họ Thiên là ai, Thiên Ngô Tuấn Kiệt là ai, Thiên Tuấn Kiệt là ai, Thiên Tử là ai, Minh Dương là ai, Chúa Xô Tái Lâm là ai, vân vân và vân vân, họ rất là khó hiểu. Nhưng mà cái đeo dấu Thiên Tâm thì chẳng có tốt gì hết, chỉ cần lên online xin là có, thì gán đeo vô để mà qua được cái đại nạn. Tại vì những vị thần người ta có cặp mắt thần, người ta nhìn từ phía xa, cái dấu Thiên Tâm nó sẽ hiện lên trước ngực mình, nó sẽ phát quang lên, thì người ta né, người ta tránh, đây là con của ông trời rồi. Người ta không có biết cha chỉ tính là quay đầu thôi. Giống như người thế gian mình nói á, đánh chó chạy đi chứ không có đánh chó chạy về. Thì dầu cho trong đời mình có làm lỗi cỡ nào, tội tài trời cỡ nào, có nặng cỡ nào, giống như Trương Mỹ Lan vậy, 44 tỷ á, mà nếu hôm nay quay đầu, hôm nay mà chịu đeo dấu Thiên Tâm á, có thể sư phụ sẽ xin cho không bị tử hình á. Tại ba cây nhang ở chú phụ rất là màu nhiệm, chú phụ lên thẳng trên điện Thiên Sơn trên cha xin thôi. Cho nên xuống trần á, vì cuộc đời, vì mọi hoàn cảnh làm cho chúng ta thay đổi đời sống, làm cho chúng ta những chuyện chúng ta không thích làm mà chúng ta cũng phải làm, thì đi theo một cái một cơn lốc
đen của dòng đời. Khi chúng ta ra đường khỏi cái núi, khỏi cái mảnh đất này, mảnh đất lành này, chúng ta đâu có gặp được bao nhiêu người tốt đâu. Thử đi, ra Bel Air đi, có bao nhiêu người biết Thượng Đế là ai? Tại vì cha đã bị ma quỷ bịt mắt bịt mũi con của cha đã rất là nhiều lâu rồi. Hôm nay cha cho đứa con này xuống mang xác phàm để nói lên sự thật. Hôm nay thời nay ai không cầm nổi quốc kinh thiên tâm khó mà về trời lắm. Trong những ngày kế tiếp, khi mà Iran với Do Thái bắt đầu đánh nhau thì Biển Đông cũng sẽ đánh nhau. Nước Việt là một nước rất là nguy hiểm trong lúc này. Trung Cộng nó không phải là nó đánh Đài Loan, mà nó dương đông kích tây. Cái nước Việt mình là 5.000 năm, lúc nào nó cũng muốn thu tóm vào tay của nó. Cho nên bao nhiêu năm nay nó bỏ chất độc. Không có ông đảng viên bộ chính trị nào mà trong nhà không chứa mười mấy hai chục thằng Tàu ở trong đó. Thiên nước Việt này không có chống Cộng sản, cũng không có chống những người làm ác mà theo chế độ Cộng sản. Thiên nước Việt này chỉ vì sứ mệnh của cha cứu nước Việt cùng với Đức Thầy là Bình Phú Sổ ra khỏi ách thống trị của Trung Cộng và làm cho một nước Việt thay đổi thành một cường quốc, chứ không có chống những người làm ác nha, nhớ kỹ nha. Tại Đức và Ngài Trận Đạo nhiều lần về dạy sư phụ, sau này khi con về nắm chính quyền, con phải dùng chính sách lấy ân báo oán, không có được đổ giọt máu. Tất cả mọi chuyện đã qua, tại vì nó có như màn nhện chồng chéo. Con của họ qua đây cũng là chánh nghĩa, đi bắt ba của người ta thì con của người ta về sẽ hận sẽ trả thù. Cho nên thà đứt một lần, không có còn gây thù oán nữa giữa quốc nội và hải ngoại, giữa cộng sản và quốc gia, giữa con cháu cha và thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Cái lá cờ vàng ba chập đỏ sẽ bay phất phới khắp miền đất nước trong một thời gian rất là ngắn. Đó là lời bất di bất diệt. Nếu mà sai, các con đừng bao giờ kêu sư phụ là sư phụ nữa. Sư phụ dám bảo đảm. Còn hôm nay ai tin, đã tin có Thượng Đế thì tin chuyện này sẽ xảy ra. Sư phụ nói thiệt á. Bởi vì trên đời này, con người mình có giỏi cỡ nào nữa cũng giống như một đàn kiến nằm trong cái tô thôi, cứ bò lây quay trong đó, giống như đàn heo đàn gà trong chuồng phía sau nhà thôi. Cha là Thượng Đế, những gì cha nói chẳng lẽ sai à? Xưa nay Thượng Đế chưa bao giờ làm sai với chúng ta. Thương không hết, thương quá cho nên mới gửi sư phụ xuống đây mang thân phàm để ngồi nói 5 năm. Nếu không thương sư phụ trên trời sướng hơn, chứ về xuống đây làm gì? Ngồi ở đây á, bị allergy ngày hôm qua ngứa muốn chết. Rồi 2-3 tiếng cũng phải đói bụng mới ăn. Mang thân phàm không phải dễ. Cả cuộc đời thiếu nước chuyện này nghèo cùng cực, chịu muôn vàng thống khổ. Thế gian này tất cả các con không ai khổ bằng sư phụ. Bữa nay ăn được cơm ba chỉ, tức là sống độc thân, thì bữa đói bữa no, đổ xăng thì vác tiền cắt đổ xăng, còn không có xăng thì đi mượn tiền, mà đâu có thân nhân gì đâu mượn, thời đi học rồi ngủ lang thang phố hè. 513 câu có nói mà. One Mile Square, tức là ngủ One Mile Square Park ở Nam Cali. Lá cờ vàng ba sập đỏ sẽ bay phất phới trở về nước Việt, đó là sự thật, gán ghi nhớ. Mà muốn lá cờ đó về là như thế nào? Tức là khi người nhân thập đi về, ông Trần là bậc thánh minh lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào, thì cái bài đó đó thì nó có cái câu là khi người nhân thập đi về, cây cỏ tả hữu phò trì, cây cỏ thành binh. Người nhân thập ông Trần là ai? Ông Trần là mấy vị nói sau này thiếu nước chuyện này về nắm chính quyền sẽ lập lại đời nhà Trần, lấy ân báo oán, xóa bỏ hận thù, không còn ông sản, cũng không còn quốc gia, quốc nội quốc ngoại là một, 6 triệu người sẽ ồ ạt về để xây dựng lại tổ quốc.
Tả là quốc nội, là đảng cộng sản. Hú là HO. Phò trì. Cây cỏ cũng hành binh, tức là một người bình dân cũng ủng hộ nữa. Người nhân thập là thập nhân thập toàn. Đó là lời giải của cái bài đó của ông Văn Trình. Thì các con thấy cuộc đời của sư phụ từ nghèo khổ mới vừa nói, đổ xăng phải lựa tiền ken, mà đến khi làm tỷ phú lại không chắc là giàu. Lấy tiền ra để mua những mảnh đất này, để làm lên những cái bức tượng của phong tục tập quán mình, để cho con cháu các con sau này nó biết ở nơi này có cội nguồn, ở nơi này sẽ làm Tết Trung Thu, ở nơi này sẽ làm hội chợ Tết, ở nơi này cũng sẽ có những náo nhiệt, ở nơi đây là một cái nơi công viên, ở đây gọi là công viên Thiên Long Giang, là một cái nơi để cho tất cả chúng ta có nguồn vui, có sự sống hàng ngày ở nơi này. Là gì? Lớn lên ở đây thì ở đây quen rồi, chịu nóng giết cũng quen, dân Cali qua đây chịu quen, nhưng mà ở đây chừng 3 tháng cũng quen. Thì con cháu cũng lớn lên ở đây mà không có một cái nơi để mà quy tụ lại, một cái nơi gọi là bất dù lợi, không có tiền không bạc, một cái nơi mà nói lên một cái phong tục của mình. Sau này sư phụ sẽ đặt tượng dài cái cột đèn nè, thì tượng cha mẹ đứng vững ở đây cao rồi, sư phụ sẽ mua những cái tượng giống như ngài Trận Đạo, ngài Nguyễn Văn Trực, người tượng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh rồi đó, sư phụ đặt dài dài ở đây. Thì mỗi cái tượng nó cũng gần tương tự như Thiên Long Sơn, nhưng mà đất Thiên Long Sơn á, trên đỉnh núi nó chỉ có một khuỉnh á, mấy con về bển thấy á. Thì không có đặt được nhiều tượng nữa, nó hết chỗ đặt rồi. Còn ở đây á, bao la luôn, nó sẽ có nhiều tượng lắm, Bà Trưng, Bà Triệu, rồi nó sẽ có thêm ngài Quang Trung. Chỉ có thiếu một tượng là mình không thể nào đặt được, đó là bác anh hùng, tôi cũng anh hùng. Thì tượng đó sư phụ sẽ không có đặt được, còn ngoài cái tượng nào sư phụ cũng đặt được hết. Thì sẽ dài dài vô chổng, sau này mình làm những con lộ lớn lên, rồi sư phụ sẽ xây một cái nhà thờ thiên tâm, như một cái building vậy đó, bự hơn. Trong đó có AC rồi, chứ giờ những lúc mùa đông hay là mùa hè, những lúc mùa ẩm ướt mấy con gì con bùa mắt á, nó chích mình sao. Nhưng mà cho thời gian, chứ không phải mình nói một cái là mình có liền. Hôm nay á, mình có được cái này, Long nó rất là giỏi, làm cũng lẹ đó. Rồi giờ 3 tuần nữa mình có cái đó, xong đó mình làm cho đó mình tụ tập được rồi đó, rồi làm cái sàn, cái deck để mình ngồi. Rất là đơn giản, nhưng mà lại là thật tâm, thật lòng. Và những các con họ Thiên ở Houston á, về đây với cái tâm rất là phấn khởi, hoan hỷ. Mỗi lần mấy con không tin á, khi mà lái xe về đây á, từ nhà mà lái về đây, lòng mấy con rất là vui, đúng không? Thụ biết, thụ về đây cũng vui nữa. Tại vì mình biết nơi này là một cái mảnh đất chung, không ai là chủ. Long nó chỉ đại diện để nó xây dựng thôi, đây không ai chủ. Chủ đất này là của tất cả cộng đồng Houston. Ai cũng là chủ chỗ này, ai cũng phải có bổn phận lo chỗ này. Nên nhớ, sau này nếu mà dân Houston biết Long và những người hôm nay bỏ công nhiều, người ta thương nó giỏi lắm, người ta làm cái tượng nó trình hình đứng đó thôi. Đừng có làm tượng cho phụ. Thì người nào hôm nay có những hình ảnh mà bỏ chút công sức vô á, được sau này sẽ được những cái người, những cái thế hệ Việt Nam vô sau, người ta lưu danh. Tức là mình đi xây 72 cái tháp như vua Võ Đế, hôm nay nó cũng vậy. Nhưng mà mình xây những cái thô sơ này mà mình không có cao ngạo như vua Võ Đế, mình sẽ được lưu danh thiên cổ. Tuy là đóng một cái đinh hay một miếng dán hay đổ một chút xi măng với cái tâm thành, không có sự hòa đồng vui vẻ. Vì khi mình đổ một miếng xi măng ở đây, mình biết nên cái miếng xi măng này nó có hàng ngàn hàng vạn cái bước chân lên. Còn những nhà thầu, những nhà cần chốt xanh đổ một miếng xi măng ngay một cái biệt thự hay một cái nhà bự của họ vừa mới mua hay cái nhà mới, chỉ là gia đình mười mấy hai chục người bước lên thôi. Thì cứ cân nhắc đi, cái miếng xi măng nào nó giá trị hơn. Khi mình làm ở đây á, là mình phải vui mình làm. Thì khi cái tâm của mình vui, mình khởi cái tâm vui lên. Cũng giống như người mấy đứa mà nấu đồ ăn vậy,
mình ai trong chùa cũng vậy hay là mình cũng vậy, khi mình nấu cái gì mà mình khởi tâm sân si á, cái đồ ăn nó cũng chẳng có ngon nữa. Người ăn mà biết mình sân si quọ quọ la hét, người ăn cũng ăn chẳng có ngon nữa, nhiều khi ta ăn có hai đũa. Còn khi mình khởi cái tâm mình nấu mà mình vui vẻ thì cái miếng đồ ăn tự động nó ngon hơn á. Mình bỏ gia vị đường tiêu tỏi nó cũng đúng luôn nữa. Còn mình quậu lên cái ý chí của mình nó rối rồi. Tại khi giận thì mất khôn, thì lúc đó bỏ muỗng đường, bỏ ba muỗng thì nó cũng hư rồi. Thì cho nên làm bất cứ gì cũng phải vui vẻ. Xi măng cũng vậy, đóng cây đinh cũng vậy, rồi mình vô đây mình phụ cũng vậy, với tấm lòng vui vẻ. Đừng có so đó kể nể. Thôi về đây lần này không biết bao lâu mới quay lại, nhưng mà có hứa thằng Long là khi cái đó thành á thì sẽ về đang khánh thành nhà đó. Nhà đó nó có cái nhà sàn, mình ngồi cũng đông được á. Rồi lúc đó mình làm cái deck nữa. Hôm nay thôi thầy trò ngồi ở ngoài cỏ này. Ở ngoài kia cả mấy trăm nghìn người Việt mà họ đâu có hiểu được, họ đâu có hiểu được như những mấy con ngồi đây đâu. Biết cha biết mẹ, biết thiên tâm, mình cũng đọc kinh Phật, mình cũng đọc Lăng Nghiêm thập chú y như trong chùa, không khác gì hết. Chỉ có một cái là có kinh Địa Mẫu thì mới gọi là thiên đạo. Chúng ta là thiên đạo, không phải Phật đạo. Chúng ta chỉ thờ có một vị gọi là Độc Giác Thần, đó là cha chúng ta, là Thượng Đế. Ở bên Công giáo cũng có thể gọi đạo Thiên Tâm là đạo Công giáo. Công giáo được lên lớp, nhưng mà học Phật. Tại vì cái tôn kính và cái vị đấng tối cao cũng vẫn là cha bên Công giáo. Bên Hồi giáo cũng giống nhau, họ thờ, họ làm đủ kiểu cái hình thức của thế gian thôi mà, thì họ cũng vẫn là thờ cha là Allah. Chỉ có Phật giáo là Phật không phải là giáo chủ, Phật là người tìm ra cái đường hướng, một cái triết lý để mà thành Phật. Chứ còn đạo Phật không có giáo chủ, đạo Phật là một cái công thức, một cái triết lý của chung hết, của hàng tỷ năm từ ở cái hành tinh này và những hành tinh khác cũng đều phải học cái triết lý đó, ngồi thiền. Nhưng mà tôn giáo và là phải là cha, phải là con của Thượng Đế mới lập đạo được. Nếu không phải con Thượng Đế, ai xuống thế gian này không có thể nào các vị thần thánh mà để yên mà lập cái đạo đâu à. Có đâu cái căn bản các con phải nhớ. Chú Hụ là con của Thượng Đế, một trong 12 người con. Có Bi Chí Dũng, cha mới gửi xuống. Và ngày xưa lúc mà trong kinh của Đức Thầy và Sư Giải Bán Khoai có điều nói, chú Hụ là người sinh ở vào tận thế, không có giống như thời Đại Hồng Thủy Noe hay là thời Diệt Chủng Khủng Long. Chú Hụ sinh để sàng lọc, khóc sinh ra sàng lọc, cho nên hôm nay nhân loại mình mới qua cuộc sàng lọc, qua nạn Covid, rồi sẽ xảy ra chiến tranh, và tất cả những cái ác trên thế gian này từ từ sẽ bị tiêu diệt hết. Thì năm cái ác sẽ cùng đi một lượt để cho cái thiện nó trở lên lại. Đó là mục đích cuối cùng. Thế giới này còn sự bất công, thiên đấng kiệt này sẽ không có về trời, không thành Phật. Mà hôm nay kinh Địa Mẫu có nói mẹ sẽ cho sư phụ về đứa nào đọc kinh Địa Mẫu mỗi ngày, trong đó có tên, có nói gì sư phụ nhiều á, là gì? Không còn, thứ nhất búa liềm sẽ sang trang, là bốn nước cộng sản cuối cùng sẽ đi. Thứ hai, những nhà độc tài, những quốc gia độc tài cũng là ác sẽ đi. Thứ ba là cái khối mà tiền tệ quốc tế, mà tiền đen á, mà để mà khống chế thế giới này, giống như kiểu giàu có Bill Gates rồi á, cũng sẽ đi. Và những quốc gia cũng như Arab Saudi hay Dubai mà chùm khăn mà binh tụi Iran rồi đó, rồi khủng bố rồi đó, tức là nguyên một cái khối đó cũng lẻ, cũng sẽ đi. Rồi đầm lầy của Mỹ cũng sẽ ra đi. Ông Trump sẽ kể bạch mã xông pha vào tòa Bạch Ốc, vào cho bị muôn trùng kiếp nạn. Những người làm việc cho Thượng Đế không ai bị nạn hết.
phải có bị nạn cái cuốn sách nó mới hay hơn đúng không? Bây giờ mấy con vô coi phim, phim nó không có action rồi không có cái gì gọi là nguy hiểm thì đâu có hay. Thì chúng ta cũng vậy, thiên nói chuyện này cũng vậy, đời sống trong gia đình các con mà sống trong nhà giàu nhung lụa không có bươn chải trong cuộc đời để kiếm từ đồng từ cát. Những cái người mà lớn lên cha mẹ đang hối lộ một đống tiền, nó ra nó mua Rolls Royce, Lamborghini như kiểu cường đô la thế này thế nọ, nó đâu có biết cái giá trị của đồng tiền, nó đâu biết được cái người dân người ta mỗi một tháng các con á, thí dụ từng là người nghèo thì biết 20 đồng cũng lớn lắm á, tháng nào mà xài hơn mình làm thí dụ tháng 800, trả tiền nhà 500, phải đi chợ đúng 300, muốn đi mua thêm cọng rau cũng không dám mua. Nó hơn 20 cũng dám xài nữa, tại xài cái nó hút rồi phải lo, hễ mà thục tiền mà lo rồi không biết tháng sau tự nhiên mình bị cảm, cảm sơ sơ cũng gán bò đi làm, mà cảm nặng cũng phải gán bò đi làm, không đi làm cũng sẽ thiếu 20. Thì cũng con cái nó cũng thiếu cái phần quà của nó, quần áo cũng phải mua theo cái budget, tức nghĩa là 100 là 100. Cho nên thụ từng sống những cái cảnh nó thụ biết. Còn những đứa mà con ăn hối lộ nó đâu có nghĩ tới đó đâu, tại tiền trong nhà nó người ta cứ mang tới hối lộ mà như núi vậy đó, nó cứ xài thôi. Thì quốc gia của mình bao nhiêu, một người thì quá giàu, giàu sang như nước nhà sang như nước trên nguồn cái gì, một cơn một cơn nước lớn lại tu một giờ. Con thấy một người cầm 40 mấy tỷ làm chủ biết bao nhiêu tòa nhà ở Sài Gòn mà một đêm hôm nay mang cái bản án tử hình, con thấy không? Thấy đức thầy của mình siêu không? Ngài nói quá đúng luôn. Mà tới ngày hôm nay mấy con mà không tin đức thầy nữa là thôi. Không có đức thầy mình không có dấu thiên tâm để đeo đâu đó. Đức thầy là ngày đầu tiên dạy cho phụ mà về đạo. Giờ sang cái câu đó gán thuộc đi. Khi mà Biển Đông dậy sóng, Đức Thầy sẽ xuất hiện. Thế hồi mới về nước Việt được như hai chiếc đũa vậy đó. Còn những gì mà Đức Thầy kêu thụ lên đây nói trước để mục đích lộ cơ là để cho tất cả thế giới sau này ghi vô mấy cái băng này để biết là ông trời là có thiệt, con trời mang thân người reincarnation là có thiệt, chứ họ không có tin mấy cái này. Cho nên mấy cái này chỉ là phần phụ thôi, phần chính là cơ trời đã đi, giống như mấy con bấm địa chỉ vô 1920 hilltop này đã đi đúng cái địa chỉ này thôi. Còn khúc giữa nó có bị cái gì chút chút là do phụ sinh, cũng giống như đúng là tuần rồi á, thụ ở châu thêm tới mấy tuần nữa để làm công việc, nhưng mà ở trong nước nó có nội biến thì bề trên nói á là sắp có đạo chính. Cho nên thụ vừa về xuống máy bay thì có Nam Quang tới nó phỏng vấn á, mà nhờ vừa về kịp thì thụ lên ba cái nhang xin không có đạo chính, xin cho một người á, ở khúc giữa nước Việt để mà cân bằng cái nước Việt lại, để mà không có đổ máu. Tại vì ngay giống lúc này mà đổ máu thì nó sẽ biến loạn dữ lắm, nó sẽ sanh ra cái khác. Trong nước Việt là một bộ phận được Thượng Đế phong lại, không lại là ở ngoài, không có giống như Hamas mà chết nhiều, không có giống như Iran, cũng không có giống như Bắc Hàn mà đói quá, cũng không có giống như Trung Cộng bây giờ cũng thê thảm lắm. Tức là một nước ác nhưng mà lại không có bị nhiều cái trừng phạt của bề trên. Thì Hồ Mỹ Sinh không có đạo chính, và sẽ có một nhà lãnh đạo miền Trung lên để mà cân lại thế lại. Và có căn cũng là tạm thời thôi. Khi cơ trời đi là thay đổi, là thay đổi. Con nên nhớ cộng sản, người ác họ cũng sẽ là ác thôi à. Có quay đầu cũng là bỏ nửa cái ác, cũng vẫn còn nữa.
trong cái mầm móng á. Rồi chưa biết nhiều lắm mà nói lên đây thì nhiều lúc nó lộ quá đi. Nhưng mà họ cũng là người Việt, chỉ có một cái là cho họ sống mãn một đời này. Người thế gian không có chừng trị người thế gian, để nếu họ quay đầu sớm thì họ còn được tái sanh làm người, chứ cũng chưa chắc họ được về trời. Còn nếu mà họ không quay đầu thì họ sẽ đi xuống địa ngục vĩnh viễn. Đó là hai đường họ phải đi. Còn mong cho họ về trời cũng hơi khó đó. Trừ khi mà họ thật tâm sám hối nhiều á, thì quả mai một đời này về trời luôn. Nhưng mà rất là khó. Bởi vì nói người cộng sản không có tình người, không có tình đồng chí, không có bạn bè, họ cũng không có tình nghĩa anh em. Họ chỉ là quyền lợi tiền bạc. Và họ hôm nay sáng có thể họ uống cà phê ăn cơm sáng chung, nhưng mà chiều tối họ kêu người khác tới để mà chúc ống với ông bạn của mình. Cho nên họ có không có lòng tin lẫn nhau luôn. Thì mới gọi là thời mạt pháp, sư tử trùng nó sực thư tử nhục. Đó là vậy đó. Ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, trời Phật không có diệt ai hết. Cơ trời đi có màu nhiệm. Đến ngày hôm nay mà không ai hiểu, mà không ai thức tỉnh nữa, thì sư phụ cũng không biết dùng lời lẽ gì để nói. Một người như sư phụ rất là mộc mạc, nói lời thật. 5 năm trời học lớp 4 tiếng Việt, mà hôm nay ngồi nói chuyện như vậy, không chưa bao giờ có một cái chương trình soạn để nói hay là gì hết. Nói từ cái tâm, từ ý tưởng, lời thật việc thật. Mà họ không hiểu nữa thì thôi. Thụ đâu có đọc diễn văn như là mấy nhà lãnh đạo mà lên phải đọc y chang vậy đâu. Thụ chỉ vì thương nước Việt cho nên mới đầu thai thành người Việt. Mà người Việt thì lại ít có người có một cái gọi là khôn thì cũng khôn á, nhưng mà cái lòng so sánh với ghen ghét lẫn nhau nó lại cao. Rồi thêm trong cộng sau lưng nó mưu mô, nó làm cho Bắc với Nam hai khối, cộng giữa là cộng sản, cộng sản Bắc, cộng sản Nam lại không có thuận nhau nữa. Rồi ngày xưa người Pháp cũng ác lắm, muốn dễ đô hộ nước mình, tạo ra ba thứ tiếng, thêm tiếng Huế, rồi thêm tiếng Bắc, rồi thêm tiếng Nam. Cho nên sau này mấy vị mới nói chỉ có là Minh Dương trị quốc thế giới mới bình an. Tại sao không là Bí Thư tiếp tục? Tại sao không thời Đệ Tam Cộng Hòa mà là Minh Vương? Tại vì người Bắc họ giàu cho họ biết cái lá cờ đỏ sao vàng là của Phúc Kiến, và Trung Cộng nó chưa có tuyên bố nhập nước Việt thành một tỉnh lẻ của Phúc Kiến thì là ngày đó chưa xảy ra. Nhưng mà nó sẽ xảy ra nếu mà không chúng ta không làm cái gì. Họ cũng vẫn chấp nhận đó, nó còn có biết gì không. Để dùng ngoài Bắc họ đã mua đất rồi, họ lai giống rồi, họ đem người qua nhiều lắm rồi. Những cái mảnh đất mà màu mỡ của nước Việt là của Trung Cộng không à. Họ dùng tiền họ mua mà. Rồi họ cho qua đẻ lai trong đó. Còn cái lá cờ vàng mái sọc đỏ là lá cờ chánh nghĩa mà bề trên nói, để mà lấy lòng 6 triệu người để mà đi về. Và lấy lòng của Liên Hiệp Quốc, lấy lòng của Tòa Bạch Ốc, lấy lòng của NATO. Thì lá cờ này đã được chọn để mà thay thế trong thời gian đầu khi mà chuyển tiếp. Chứ không có lá cờ đó, 6 triệu người chúng ta đâu có thoải mái mà về đâu. Khi những bác hát ô, những bác mà chánh nghĩa, người ta đã coi cái lá cờ đó là cái sinh mạng của người ta rồi. Mà những người đó có ăn học vẫn còn sống, vẫn còn có một cái cách tổ chức. Khi nước Việt biến loạn, chỉ có những người này về mới can thiệp được. Tại người ta có cách. Bây giờ sư phụ có 20 mấy triệu đệ tử họ thiên, nhưng mà giàu cho có thêm 50 triệu họ thiên. Mỗi ngày chúng ta có cả mấy trăm nghìn họ thiên ở trong nước theo chúng ta, cũng không có giúp được sư phụ tổ chức lại một cái quốc gia. Chỉ có những bác HO á, sư phụ chỉ cần 50 bác. Ngày xưa Lưu Bị chỉ cần có một mình Khổng Minh thôi mà, Lưu Bang chỉ có một mình Trương Lương à. Chứ chỉ cần một người thôi. Cho nên họ thiên, có nhiều đứa họ thiên nói sư phụ cho con gia nhập Thiên Việt. Nó khoan hả con gia nhập, con hết vô Việt Nam, con
cũng mệt lắm. Để giờ cháu sư phụ cho trong vòng 3 tầng chỉ điền cái đơn tiên thệ thì là vừa thiên tâm vừa thiên việc, vừa giúp sư phụ về mặt đời, vừa tạo công đức cho mặt đời, tức là mình làm Bồ Tát đạo, tức là giúp nước Việt á, dùng cái tài trí hải ngoại của mình. Còn bây giờ để sư phụ làm việc với mấy bác HO thôi, âm thầm. Một cái tổ chức rất là bí mật, sư phụ mới đi vòng vòng để gặp từng người. Gặp mà cũng không bao giờ, giữa hai ông bạn nhau cũng chẳng biết là hai ông đang là trong phiên biệt, hiểu không? Tại vì khi mà nước cái bức tường mà nó bức tường Hà Nội mà ngã, cũng như tường Bá Linh mà ngã đó, nó lẹ lắm. Đàn ông vợ tổ tranh nhau hút mặt xé tăng bày đó, thì nó phải có cái gì lắc vô, tức là thay đổi lẹ là lên liền. Nếu không á là nó sẽ có thập nhị sứ quân á, hay cướp bóc á. Anh chủ rất là bận, bận kiểu nào cũng phải qua đây thăm mấy đệ tử Houston, tại vì nơi này là mấy đứa con là hiền nhất. Cali đông quá cho nên nó từ hiền trở thành cũng hơi dữ. Houston rất là innocent, rất là thuần hiền. Chủ thương Houston. Họ thiên chúng ta là một đoàn quân của Thượng Đế, sư phụ dẫn đầu, các con là những người chiến sĩ của những cái thời đại vàng kim này. Tất cả những đứa họ thiên hôm nay có cái certificate trên tường á, sau này sẽ vào sử sách của nhân loại, tại thời mà sư phụ còn mang thân người. Rồi từ đó về sau, trong đầy dãy các thư viện trên thế giới đều có tên tất cả các con hết. Ngày đầu lập đạo, ngày đầu khai phá Thiên Long Giang. Cuộc đời chúng ta như là một cái giấc mơ thôi à, phù du lắm, đến rồi đi lẹ lắm. Sư phụ chỉ nhớ chớp mắt ngày mà qua Mỹ với đôi dép, cái quần jean tị nạn qua mà thằng nhóc mười mấy tuổi, mà hôm nay thành năm mấy rồi. Con thấy lẹ không? Mấy con lâu lâu ngồi thiền 5 giờ sáng với hồ á. Giờ hồ 5 giờ sáng ngồi thiền á, đứa nào ngồi thiền đi sẽ khai trí huệ, rồi lúc đó hồ chiết thân đi thăm từ đứa. Đứa nào bệnh thì hồ tới trị bệnh cho. Chỉ có giờ đó cái tâm linh chúng ta nó thông với nhau á, thì được. Cũng giống như giờ đó mình mở wifi lên rồi là điện thoại nào nó cũng vô cái account đó vậy. Thì sư phụ giờ mỗi ngày 5 giờ sáng thì bỏ lên Big Group rồi. Thì gán tập ngồi thiền, rồi làm đúng như lời sư phụ dạy trên đó đó. Đọc mấy cái ngũ bộ chú đó, để mà được tránh những cái bùa ngải trượt, hay đi những cái nơi ô uế vong linh, rồi tránh mấy cái đó. Nước Việt hôm nay mới còn thấy mình là người Việt, nói chuyện người Việt chứ. Thấy bộ chính trị bác Thưởng vừa rớt đài, xong cái giờ tới bác Huệ, rồi bác Trọng bây giờ đã chết. Lúc dưới thụ nói chết là chết cái đường chính trị, là không bao giờ ổng liên quan tới, ổng nhúng tay vô được nữa. Thì nó mới xảy ra gì, cùng song song miền Nam khô hạn hán, thiếu nước, tắm cũng không có tắm được, mà có tắm cũng mới hứng nước dơ trở lại. Rồi hạn hán có nghĩa là gì? Nó thiếu nước có nghĩa là thiếu đồ ăn, đúng không? Tại vì cây cối nó mọc từ ruộng lên mà, lúa đồ. Rồi 2-3 năm nay những cái cơ sở thương mại làm ăn nó cũng ế ẩm nữa, đâu có ai làm cái gì. Bây giờ bán giấy số cũng không ai mua nữa. Mấy con nhìn thấy một cái phong cảnh nước Việt nó thê thảm, buồn, điều hiu. Rồi ngược lại bên Mỹ này còn càng thê thảm. Biden làm cho kinh tế Mỹ lụng bại,
mấy đứa con đi làm cũng thôi thiếu thu nhập. Hồi xưa tiệm phố đồ neo đồ đắt là như người ta có tiền người ta đi. Bây giờ những người đó người ta không có tiền thì tiệm neo nó cũng ế, thì mấy con cũng mất thu nhập. Thì cái đồng tiền của mấy con mà gửi Việt Nam nó cũng sẽ thiếu ít lại nữa. Thì cho nên cái khó lại khó thêm, khổ, khổ thêm. Kế tiếp đó là chưa tính những cái mà sắp sửa xảy ra đó. Sắp sửa xảy ra như Biển Đông mà có chiến tranh. Giờ đang đánh là thụ hồi năm 2018 có nói chiến tranh sẽ đánh từ ở Trung Đông sẽ lan ra Á Châu. Những lời thù nói là đúng ngay chốc luôn á. Nếu mà người mà nghiên cứu kỹ đi. Thì bây giờ thằng dập được cái đầu rắn là nghe là điêu tàn rồi, không còn sức để mà nhập với Trung Cộng để đánh Mỹ rồi. Là Mỹ khỏe một phần. Còn thằng Do Thái là cái thằng chùm, nó đã đánh thằng chùm không khăn là coi như là gần xong rồi, Hamas rồi. Bây giờ tới thằng Iran. Rồi thằng Trung Cộng thì nó khôn. Tính te, té tính nó khôn quá, thành ngu á. Có nghĩa là từ đầu là mình biết mình là cái khối ác thì nhập thành khối ác đó là khối trục á. Trục kia chọi với đồng minh mà. Ông Trần Trình ông nói. Thì ngày đầu á, thì lúc mà nghe đánh Iran thì mình đánh đại Đài Loan này không, cứ dần dần dừ. Giờ Đài Loan nó phòng thủ nữa. Rồi thêm Nhật, rồi thêm Úc đồ, Ấn Độ đồ vô nữa. Thì làm sao mà thằng Trung Cộng đánh nổi thằng Đài Loan? Đó là mất cơ hội, thù nó tính quá, thành ngu á. Rồi bây giờ á, đánh thì muốn đánh để mà củng cố lại đảng Cộng sản trong quốc nội, cho dân chúng, lấy quà với dân chúng. Mà trong khi trong nước lại giống như là đang bị bệnh ung thư, sắp chết rồi, sắp đứt mạch máu rồi, thì phải xả lửa ra ngoài vậy đó. Muốn xả lửa ra ngoài đánh thì không dám đánh, phải chờ cho ông Mỹ giúp thằng Do Thái đánh thằng Iran để cho vũ khí của Mỹ yếu lại, thì lúc đó đó nó mới dám đánh Đài Loan. Nhưng mà Mỹ nó khôn lắm. Nó mới viện trợ hình như 60 tỷ cho Do Thái đúng không? Nhưng mà Mỹ nó nhiều tiền lắm, nó in nhiều in mà. 60 chứ tức là nó cứ dụ cho thằng Trung Cộng đánh hoài thôi. Cho nên cái trận chiến này không bao giờ tránh khỏi. Còn thằng người phàm chúng ta hay tập chứng bình ngồi tính. Con nghĩ tính hơn cha mình không? Chứ phụ thương họ, phụ mới ngồi nói sự thật. Chuyện từ chi tiết sẽ dịch xảy ra làm sao. Thằng Trung Cộng sẽ đánh. Nhưng mà nó chờ cho cái thằng Mỹ đánh Iran là nó nghĩ là Mỹ sẽ yếu vũ khí lại. Nhưng mà không thể nào. Còn nó chờ lâu quá thì dân nó đói cũng nội loạn. Có nghĩa là ý sư phụ muốn nói đừng nào đi nữa. Là cái sư phụ nói phố Bô Sa phỏng vấn 5-7 năm gì trước vẫn là trúng. Chia 5 sẽ 7. Đánh cũng chia 5 sẽ 7. Mà không đánh cũng chia 5 sẽ 7. Trong đó giờ nội loạn. Tại ngoài này mình không biết tin tức. Còn Việt Nam mình thụ dẫn là nói y chang. Chứ xà lan là Trung Cộng. Nó sắp bị chìm rồi. Còn chiếc xuồng con á, con nghĩ cầu quơ đi đâu. Chỉ có 6 triệu chim hiền chúng ta về á, người cầm cây dầm lên nó bơi. Còn Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta như thế nào? Ủa thằng Mỹ nó đánh là mục đích là để nó thông cái đường biển. Thì của Sisa thì trả lại cho Sisa thôi. Chứ dễ giao cho ai vậy? Việt Nam mình. Tức là gọi là bất chiến tự nhân thành. Biển Đông dạn dặm giang tay dữ mà. Bờ cõi giang sơn cái gì đó. Ông Văn Trình ông nói. Những cái gì mà bờ trên đã tính cho chúng ta nó đi hình nghìn năm. Cả ngày hôm nay thụ ngồi dưới trần này, kinh Phật Thích Ca cũng có nói, vào thời mạt pháp, đệ tử của ta không có phải là người mặc áo vàng mà, mặc áo đời mà. Còn ông Lưu Bá Ôn thời nhà Minh 1000 mấy năm về trước, ông nói với Chu Văn Chương, ông nói anh là Di Lạc ra đời á, không phải là thái tử trong hoàng cung, cũng chẳng phải là ở trong tu viện, tức là bên công giáo, cũng phải là tu bên công giáo, cũng phải tu bên Phật giáo hay Hồi giáo. Thái tử Di Lạc ra đời là một người dân bình thường mà, con thợ mộc mà, người nghèo mà. Đấy là thụ ý luôn. Ba thụ làm thợ mộc mà. Thụ có cái tay đây nè, ẩn đây nè, ẩn trên đây nè.
nhân loại đâu ai có đâu. Trong người giới bộ là quá trời một người son luôn. Sanh ra đời đã là mang cái sứ mệnh rồi. Từ nhỏ là giới bộ đã khác thường ở những đứa hàng xóm. Tuy là nghèo nhưng mà rất là sạch, vệ sinh và tự ái. Giới bộ nhớ vào những khoảng năm 78 mới tiếp thu vô. Nhà giới bộ đánh kinh tế mới. Giới bộ đi ra đồng làm ruộng giống gì nè. Mặc quần cục đen như miên vậy. Cấy cài rồi biết gặt lúa nữa. Rồi biết trồng mía đó, lên bờ đê trồng mía trồng khoai mì, rồi gặt, rồi cấy, cái gì cũng biết hết mà lăn lộn ngoài đồng đó. Cũng chẳng biết mình là ai, nhưng mà lâu lâu á ngồi nhìn thấy mấy vị đi trên trời vui cười mình, còn vẫy tay mình nữa, rồi mấy ông rồng bay tùm lum. Cái gì, lúc mình tưởng đâu giống như mình mơ tưởng á, cái vụ vui mắt thì cũng vẫn thấy. Rồi những giấc mơ ngộ lắm. Thì từ nhỏ cơ thể sư phụ đã là không phải giống người thường này. Rồi cho nên ở nhà ông là mọc á, ông cũng thấy mấy ông rồng bay vòng vòng nhà hoài, tức là ba má của sát phạt. Thì ông mới vẽ trong tường một đống mấy ông rồng, hàng xóm cũng cười ông nữa, tại sao ông thích rồng vẽ. Ông nói tôi ngủ tôi thấy rồng bay trong nhà tôi nhiều quá. Sau này sư phụ mới hỏi là những vị hộ pháp với sư phụ bây giờ đó, giống mình Sinh Long, Bạch Long, Quỳnh Long, Thanh Long là hiện giờ mấy vị đang đứng đây nè. Thì mấy vị nói là theo Phò Thế Tử nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp này là từ ngày Thế Tử sinh ra đời cho tới ngày hôm nay năm mấy tuổi đó, là mấy vị lúc nào cũng sát bên hết. Chẳng qua cái xác phàm của mình lớn lên mình không biết. Mình cứ nghĩ năm mấy năm là nó quá lâu với mình. Nhưng mà đối với mấy vị là chớp mắt. Một cái lớp học rất là lẹ. Thì sư phụ nhìn lại cũng vậy. Ngày nào đi qua Mỹ 14 tuổi mà hôm nay như vậy. Rồi trải qua bao thăng trầm thử thách. Rồi cha phải kêu học, con phải khổ. Để sau này con mới biết được lòng dân nó khổ thì con mới thương dân. Cho nên ở trên trời cho sư phụ thử thách rất là nhiều. Rồi chuyện gia đình mới biết được cái xã hội này là ái, ái thì sanh ra thủ. Rồi làm cho con người từ đó mới sân si. Rồi mới làm ra nhiều, tạo nhiều cái nghiệp. Người nghèo á thì cũng có khổ của người nghèo. Người trung bình có khổ người trung bình. Người giàu có lại càng có cái khổ của giàu có. Cái hộ thương nhất lại mới còn biết không? 4 triệu đảng viên rồi, hộ thương nhất. Là vì họ ngày đêm phải mưu mô tính toán ăn hối lộ. Lựa góc đường nào mấy ông công an, lựa góc đường nào xe qua lại nhiều mà dân ở đó, dân chợ phố rồi là dễ ăn tiền. Đây cũng là cái khổ của họ. Khi họ ăn hối lộ rồi họ đem tiền về nhà, họ lo giữ tiền. Rồi con của họ đi ăn chơi cũng là cái khổ của lo. Lấy tiền ngoài đường đưa cho con mình ăn chơi. Rồi kế tiếp, rồi họ kế tiếp họ lại lo sợ bị bắt về chuyện tham nhũng cũng là cái khổ. Rồi bị mất chức cũng là cái khổ, ở tù cũng là cái khổ. Cho nên mấy triệu đảng viên từ cấp nhỏ đó, phụ nói cấp nhỏ, cấp lớn cũng vậy. Cấp lớn thì mấy con thấy trên báo, chứ ở trong đó âm thầm những cái cấp trung bình muôn trùng luôn. Cho nên đảng viên là khổ nhất, khổ cả cuộc đời. Chúng ta ở Mỹ này đi làm xong khỏe, chiều về nghỉ, đầu óc chúng ta thanh bình. Nhưng mà ở trong cái đất nước Việt Nam nó cũng y như trong một cái hầm cá dồ vậy đó. Nước nó cợn, nó dơ. Con là con cá khôi, cá vô sao sống nổi. Thì họ mới là người đáng tội nghiệp. Tại vì cái ao đó đã bị dơ rồi. Một cái chế độ nó đã dạy ra toàn là tham sân si và hung dữ không. Thì mình phải thương họ mới đúng. Vì chúng ta ở hải ngoại là ở một cái ao cá trong lành, nước trong, có đồ ăn ngon, chi bơ phở đồ ngon, đồ ăn không có chất độc. Chúng ta phải thương người họ, không có nên ghét. Sau này 6 triệu chim hiền về cũng không có nên tính chuyện cũ trả thù, hay là nên để mà lo mấy nói tại sao hồi xưa mày làm vậy, tại sao mày không nên làm vậy. Bây giờ họ không đi lính
họ không đi làm công an thì họ đi làm cái gì để mà sống? Mấy con có nghĩ ra như vậy không? Đi làm công an hay là đi lính, đi quân đội, họ không tham nhũng. Lương của bác Trọng có 700 đô một năm, làm sao bác Trọng sống nổi? Lương của Dương Đình Huệ chưa chắc tới 700 đô một năm, làm sao nuôi nổi con Hương Trà ở ngoài Las Vegas? Con phải suy nghĩ, phải thông cảm cho họ. Ông nào cũng bồ cái đống, cái đồng lương thấp. Trừ khi như ông Trump thì ông có lòng người, ông campaign, ông nghe quỷ, ông bán từng cái nón, từng đôi giày của tên Trump. Việt Nam mình bây giờ thí dụ như bác Tô Lâm, ông nổi tiếng đi, ông để chữ Tô Lâm trên cái đôi giày, con nghĩ có ai mua không? Là ông sư phụ mua, mua để đá banh. Tại đá, đá có chữ Tô Lâm nó dính vào trên banh bung bung phải không? Bây giờ giống như bác Trọng đi, anh hùng mà đốt củi. Bây giờ bác Trọng mà làm nón lá để chữ Nguyễn Phú Trọng, con nghĩ có người mua không? Có. Mua để làm chuyện khác chứ không phải mua để đội nha. Cho nên một nhà lãnh đạo của một quốc gia như nước Việt mà ai mà bệnh mà chết, dân nó mừng lắm. Chỉ có nước mình nó lạ vậy thôi. Cho nên gần đây báo Mỹ nó lên, nó đăng, nó cười á, là một quốc gia mà là rút tiền của quốc gia 40 mấy tỷ đô á mà không ai biết. Ở Mỹ này con nghĩ mấy ngân hàng ngân khố của Mỹ á, mà nó làm sai chừng 100.000 đô thôi cũng ở tù chết dịch luôn á. Còn nước Việt mình con thấy lạ, 40 mấy tỷ mà không ai biết, trong khi dân á là đói ngập trời luôn. Nhưng mà nói cỡ nào hơn nữa, họ cũng không bao giờ chấp nhận một thiên tử đi về cứu nước. Họ sẽ cố thủ cho tới cuối cùng. Cũng giống như là cuối cùng còn thợ một đảng cướp nhỏ, họ cũng vẫn là để mà chống lại với thiên địch, vẫn là nghịch thiên. Tại vì họ không còn biết sợ là gì hết. Bà trên nói mà, những đứa vô nghi là vậy đó. Chứ không phải ai cũng thượng thiên mà hiểu đâu. Họ sẽ làm cái này, nghĩ ra cách kia, 100.000 mưu kế để giữ cái thể chế. Họ suy diễn đủ kiểu hết. Chỉ có một kiểu họ không bao giờ ngờ á, là cái xương sống cuối cùng mà để họ dựa vào để mà tồn tại, đó là Trung Cộng cũng sẽ tiêu luôn. Tại vì Thượng Đế sẽ không bao giờ để nước Trung Cộng như vậy. Đó là cơ trời. Người nào không hiểu cơ trời thì có thiên tử nói tiên cơ. Người nào khôn thì dựa theo lời của thiên tử mà vận dụng thời cơ để mà lập cơ đồ cho dòng họ của mình. Đâu có mất cái gì, dù đâu có ăn ai đồng nào đâu. Information mà biết một cái tin tức mà nói ra đó đáng giá cả triệu, mà cứu được nhiều mạng người, người ta cũng có thể mua, mà đâu có lấy ai sen nào đâu. Thì khi biết cơ trời thì mình vận dụng thời cơ để mình lập cơ đồ, để cho con cháu mai hậu nó còn được hưởng, được nhờ. Còn hơn là đi ngược lại với cơ trời. Ok, nãy dù nói lâu, ở dưới mấy đệ tử ai có muốn hỏi gì không? Ai muốn hỏi gì hỏi. Hỏi đang nghĩ mệt một chút. Này, quay vào rồi. Phụ nghĩ mạnh chút. Dạ con thưa con
ở Việt Nam mới qua 10 ngày mà con Việt Nam mới qua. Dạ, con Việt kiều quá hả? Con không có ở Mỹ. Việt Nam cầu nguyện hoài mà con cũng gia nhập hạ thiên của sư phụ. Ước nguyện là đi qua Mỹ thăm thằng gái con ở bên đây mà hổm đi qua 10 ngày mà cầu nguyện hoài. Giá sư phụ để con gặp sư phụ, bữa nay con gặp mừng quá. Con lần đầu tiên con gặp sư phụ. Mừng biết làm sao vậy, con cũng có mất thịt hả? Dạ. Con có bệnh chút chút mà con xin sư phụ giải bệnh con. Bệnh con gì? Dạ. Thôi nhìn biết rõ. Dạ. Âm khí ở trước. Con có đeo giống anh Tân lâu lắm rồi. Cũng mấy năm mà con cũng trên YouTube con coi á. Con cũng gia nhập mà sư phụ. Có đọc kinh mới quan trọng, có đọc dạ. Kinh của mẹ không? Dạ. Kinh Thiên Tâm á, vô đây lấy một cuốn kinh về về nhà đọc. Dạ, dạ. Con cũng đến đây, đây gặp lần đầu tiên là trong đời con cầu nguyện là cá duyên con đã gặp sư phụ mà con mơ ước. Con đi qua 10 ngày con cầu nguyện cũng bữa nay là cá duyên á, con cũng gái con đi trở tới đây là con rất là mừng. Ở Houston hả? Dạ. Con bệnh gì? À, con bệnh gì? Dạ, con, đừng giống như tay khám tao nói bệnh cường giáp mà tao mới nói thôi. Cường giáp là gì ta? Dịch tiếng Mỹ là gì? Bướu cổ hả? Với lại bị corona đó nên nó bị di chứng nó đỡ lại nó nhức hoài nguyên dài này. Rồi con thẻ xanh hay là đi qua du lịch? Qua du lịch. Du lịch ở luôn đi. Tháng mà qua đây thấy mơ quá, thấy không khí trong lành. Lấy hồ cái bồng với tô nước này. Thành thử ra không khí trong lành định chắc gì để nói con qua nó bảo lãnh qua ở đây mấy tháng gì mấy tháng vậy. Không khí Houston trong lạnh, nó nóng. Nhưng mà nó cũng giống giống Việt Nam với ở dạ. Cũng quen á. Và thấy không khí mừng quá mà nhà, con cũng mới đi đây 7 năm mà nó cũng có thể quốc tịch rồi. Còn đứa mới qua chưa có quốc tịch và rước qua để chơi 1 tháng. Việt Nam ở đâu? Ở quận 6 á, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở cái thành phố mà mang tên sát người á, lúc nào cũng không có may mắn đó. Cho nên kinh tế cứ sụp sỉ hoài là do mang tên sát người. Thế là phải mang tên của Thượng Đế hay gì đó, được mấy chư thần gia hộ. Chứ còn mang tên mà sát người mà cái xác này không có giá trị nữa mà cứ hồ kêu đi quả tán hoài, tiễn bắt hồi về trời hoài á. Mấy ông biết tiếc chi không biết. Một năm tốn cả 100 triệu để mà giữ cái xác đó. Mà lại là bị Trung Cộng nó ép ở trong Lăng Ba Đình. Ai mà vô Lăng Ba Đình một lần rồi suốt đời không ngóc đầu nổi. Cũng nói thiệt á, trong đó là âm khí không à. Mà chúng ta là người cõi trời là có hào quang đúng không? Sư phụ có 7 dòng hào quang. Hồ mà đi những người nào có trượt á, sư phụ phát hiện liền à. Mà huống hồ chia bển á, mà cứ đi vô đó hoài. Ai mà vô một vòng rồi là có lẩn quẩn. Không tù cũng bị tội. Dạ, cuộc đời của con thì mới mười mấy tuổi là đi. Có làm thăm bác chưa? Dạ, chưa ra hoài, tại vì ở Phú Yên á. Con ở Phú Yên mà mới đi từ đó vô Sài Gòn thôi. Chứ chưa ra. Bữa nào vô thăm bác một lần đi. Thì sẽ biết những lời sư phụ nói. Tại vì mình không có điều kiện để ra. Bác lên Tinh La Thăng nè. Rồi bác bác nào mà đi làm thăm bác rồi là xong. Dương Đình Huệ giờ cũng chắc cũng là thăm bác cũng nhiều. Dạ. Con ở đây gặp được sư phụ con mừng quá. Mừng. Có gì đâu mừng. Tôi cũng là người thường đó mà. Phạm mà. Chào con cháu ơi. Cảm ơn sư phụ. Đi à, cho nên con ngồi ghế xe lăn luôn. Nhưng mà mai là con qua Mỹ. Bây giờ tất cả đảng viên á, họ đều tán đồng với sư phụ là nên thiêu bác. Mà chỉ có mấy cái thằng lì lợm cứng đầu nó thân Trung Cộng á, nó không có chịu thôi. Chứ mấy họ sư phụ nói là trúng ý mấy ông. Sư phụ nói cái này là đảng cộng sản nó mừng á. Trời ơi anh Kiệt chịu chơi, nói giùm tôi muốn nói nhiều lắm để mà thay đổi. Thank you.
các bác sĩ loại ra bệnh. Bên thì mình làm luôn. Mấy con bệnh gì nói để mấy giờ thiên hộ giá cho mấy vị nghe. Tại vì khi nói chuyện với hộ là nói chuyện với mấy vị đang đứng đây vậy. Thì mấy vị đó là mới là giúp thiệt. Hộ chỉ là cũng một phần. Đẹp. Ai có bệnh gì nói lên để mấy chư thiên đứng đây tao biết. Đó rồi, là ba lần vô lăng ba lần. Đi lâm thăm lăng bác ba lần để đỡ được bệnh gì, nhiễm cao. Sớm chịu tu đi, giờ mới chịu tu. Cái đọc kinh lại sám hối cái gì cũng hết. Ai bệnh gì cứ nói là mấy chư thiên ta đi xuống. Thấy mẹ nó trộn. Có gì đâu mà thiệt các con, mấy cái gì đứng đây nè. Thầy cô đi đâu là nhiều cái gì theo á. Bệnh gì phải nói lớn lên, mấy gì cần phải nghe lớn. Cái gì mới cứu được. Thôi ra. Rồi. Rồi. Một lần hả? Giống như Khanh xưa nó cũng bị nhức đầu kinh niên thù cho điện giờ nó khôn quá làm thơ nổi. Việt Nam hả?